Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại được gặp lại nhau trong series sinh viên EDX làm bài tập như thế nào. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ môn Excel buổi bài tập số 7. Và ngay sau đây thì mình sẽ nói cái nhiệm vụ cũng như là cách thức làm của cái bài tập ngày hôm nay cho các bạn cùng tìm hiểu. Đầu tiên là mở Excel lên, và nhiệm vụ của mình hôm nay đó chính là tạo ra một số điện thoại ngẫu nhiên, tạo ra xem nào 20 cột số điện thoại ngẫu nhiên, và mỗi một cột này sẽ có 1.000 số điện thoại. Tổng cộng là chúng ta sẽ có 20.000 số điện thoại ngẫu nhiên. Tiếp theo, sau khi mà đã tạo được 20.000 số điện thoại thành 20 cột như thế này rồi, nhiệm vụ tiếp theo của mình đó sẽ là ghép tất cả các cái số điện thoại này tạo thành một cột, và sau đó chọn ra 10 số điện thoại bất kỳ và tìm xem nó thuộc hàng nào, thuộc cột nào. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên thì mình sẽ đánh số tự trước đã nhé. Rồi, thì chúng ta có 1.000 đúng không? Chúng ta có 1.000 số điện thoại, có 1.000 hàng và 20 cột. Thì trước tiên mình sẽ đánh số thứ tự 1.000 hàng trước đã. Ok, đây. Số thứ tự. Tiếp theo mình sẽ dàn đùm số điện thoại. Ok, đây là số điện thoại random, sau đó thì này mình đã có một cột số điện thoại này, mình sẽ ghi là nhóm đi, nhóm một, và nhiệm vụ của mình sẽ là tạo 20 nhóm như thế này với 1.000 số điện thoại cho mỗi nhóm. Tiêu này rất là đẹp đấy nhỉ. Rồi, tiếp theo copy cái phần này ra nha. Không qua cả cho 20 nó. Ok. Ok, và đây là mình đã có 20.000 số điện thoại ngẫu nhiên, phân chia làm 20 nhóm, mỗi nhóm 1.000 số điện thoại. Và các bạn hãy để ý là cái phần những cái số điện thoại ở đây nó đều chạy từ các hàm trên này, và để tránh cho trường hợp mà mỗi khi các bạn click vào nó sẽ thay đổi, bất kỳ, nó sẽ random ra một số điện thoại khác, thì bạn cần phải biến cái phần này thành một cái phần bạn paste cái giá trị của nó để cho nó không bị chuyển ngẫu nhiên các số điện thoại mỗi khi bạn click vào. Bạn
sẽ đưa nó thành cái giá trị. Đây, hết đây. Ok, rồi là mình đã chuyển những số này thành cái giá trị đây. Từng cái một của nó như thế này. Nó sẽ không còn cái công thức của hàm nữa đúng không? Không còn công thức nữa, nó số như thế này. Ok, thì đây, 20.000 số điện thoại ngẫu nhiên. Đây là mình tạo xong. Đấy, cái tiếp theo, đó chính là mình sẽ chọn ra 10 số điện thoại ngẫu nhiên trong cái đống này. Và mình sẽ tìm xem nó thuộc hàng thứ bao nhiêu, thuộc nhóm nào. Ok chưa? Đây, mình sẽ lấy một số 10 số bất kỳ nhé. Chín số rồi đúng không? Thêm một số nữa. Ok, đây là mình đã có 10 số điện thoại ngẫu bất kỳ ở trong cái bảng, trong cái bảng mà mình vừa tạo ra đây. Nhiệm vụ mình sẽ là tìm xem cái những số này nó thuộc hàng thứ bao nhiêu, nó thuộc nhóm nào, thuộc cột nào trong cái bảng này. Ok chưa? Đây là số điện thoại này. Là nó thuộc hàng nào? Cột nào, nhóm nào và thuộc cột nào. Cần ok. Cho như bảng dễ nhìn. Ok. Đó. Và vậy thì trước khi mà tìm được cái số điện thoại bất kỳ này thuộc hàng nào, thuộc nhóm nào, thuộc cột nào thì trước tiên là mình sẽ phải sử dụng một cái hàm gọi là hàm VLOOKUP. Hàm VLOOKUP. Và để dùng được cái hàm VLOOKUP thì mình cần phải đưa tất cả những cái số điện thoại trong cái bảng này, 20.000 số điện thoại, thành một cột, thành một cột. Và cái quy trình mà mình đưa cái tất cả 20.000 số điện thoại này thành một cột nó sẽ như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Thì trước tiên này, chắc là các bạn cũng biết, đó là có một cái hàm gọi là hàm index, sẽ đưa ra một cái giá trị theo hàm và theo cột đúng không? Hàm và theo cột, ví dụ như khi mà bạn nhập vào một cái hàm, ví dụ như là hàm số 2 cột này, thì nó sẽ đưa ra cái giá trị số điện thoại đấy, đưa ra giá trị số điện thoại đấy. Do đó nên là để mà đưa 20.000 số điện thoại này thành một cái cột thì mình sẽ sử dụng cái hàm index. Mình sẽ sử dụng hàm index và yêu cầu khi để sử dụng được hàm index này thì mình biết được, mình phải liệt kê ra được tất cả những cái hàng, ví dụ như hàng này, số hàng này, cột này, hàng này, cột này, hàng 3 cột 2, hàng 3 cột 3, hàng 3 cột 4, số điện thoại nào đúng không? Đó, mình sẽ dùng hàm index. Thì để tìm được số điện thoại, để đưa tất cả các số điện thoại vào thành một cột thì trước tiên là mình phải liệt kê ra tất cả các hàng, ví dụ từ hàng thứ 1, hàng thứ 1 cột 1 nó sẽ là số nào, hàng đây ví dụ như này, hàng 1 cột 1 nó sẽ là số nào, hàng thứ 2 cột 1 sẽ là số nào đúng không, và hàng thứ 3 cột 1 nó sẽ là số nào. Đó, như đây thì cứ như thế là được, thì
có 1.000 hàng thì mình sẽ cho chạy cho cái hàng là số thứ tự hàng nó chạy từ 1 đến 1.000, sau đó sẽ lặp lại từ 1 đến 1.000, và từ 1 đến 1.000 thì nó sẽ thuộc cột thuộc nhóm thứ 1, từ 1 đến 1.000 tiếp theo nó thuộc nhóm thứ 2. Có nghĩa là nhiệm vụ của mình sẽ là đánh dấu làm sao cho cái này nó sẽ là chạy lặp lại từ 1 đến 1.000, sau lại từ 1 đến 1.000, từ 1 đến 1.000, đúng không? Và mình sẽ sử dụng cái hàm như sau, các bạn hãy cùng theo dõi. Đây là mình sẽ phải số điện thoại này. Đây nó sẽ là hàm. Ở đây nó sẽ là nhóm. Ok, thì hàng những loại mình đã nói là cho chạy từ 1 đến 1.000, các bạn lặp lại chạy từ 1 đến 1.000, đúng không? Mình sẽ dùng một cái hàm gọi là hàm if. Đây. Nhóm thì cứ 1.000 hàng sẽ được một nhóm. Okay. Là nó phải có, khi mà đưa tất cả vào số điện thoại thành một cột thì nó sẽ phải có 20.000, 20.000 cột đúng không? 20.000 hàng như thế này thì mình sẽ đưa nó thành 20.000 cách sau. Sẽ lên một cái số tự. Cho nó chạy đến 20.000. Ok, đây bạn nhìn thấy này. Tức 20.000 số rồi mà đúng không? Đưa thành một cột nó sẽ được 20.000 như này. Okay. Tương tự. Đây. Các bạn thấy nó sẽ lặp lại đúng không? Cứ đến 1.000 thì nó sẽ tự động lặp lại.
thêm 1.000 là hàng nó sẽ tự động lặp lại thành 1 2 2 1 đến 1.000 rồi lại thành 1 đến 1.000 đây. Và khi mà chạy cái hàng này nó chạy đến 1.000, khi nó bắt đầu chạy sang 1.001 thì cái ở cái cột này nó sẽ nhảy sang thứ hai đúng không? Tiếp theo phần này nó chạy xuống 2, xong chạy xuống 3, chạy xuống 3. Thì làm thế nào mà để cho làm cái cột này nó nhanh thì mình sẽ sử dụng cái hàm nữa. Vẫn là dùng hàm if. X101 bằng 1.000. Nếu đúng thì mấy giá trị của y, nếu sai mấy giá trị của y 1001 cộng 1. Nếu mà sai thì nó sẽ vẫn giữ nguyên nhé. Nếu mà đúng thì nó sẽ cộng thêm 1. Bên trên này sẽ cộng thêm 1 này. Enter 2. Đó. Và khi số 2 nó sẽ chạy đến hết số 1.000 nó sẽ tự động chuyển sang 3. Tương tự nó chuyển sang 4. Đây. Đây đó, thấy này. Chạy đến 1.000, số 2 thì lại chuyển sang số 3, đây là số nhóm tương ứng với 1.000 hàng. Một nhóm có 1.000 số điện thoại mà, đúng không ạ? Đó, thế là mình đã chia cho vào giữa cho nhập. Rồi. Tiếp theo và mình sẽ sử dụng cái hàm index đưa tất cả 20.000 số điện thoại thành một cột như thế này bằng cách dùng hàm index. Đây và các bạn nhớ là sử dụng bảng này phải dùng chữ đội. Chữ đội hàng nó sẽ là hàng x2, cột sẽ là nhóm, sẽ là nhóm Y2. Okay, được. Thì đây số điện thoại nó sẽ đưa ra cái giá trị tại hàng đầu tiên của nhóm 1 nó sẽ là số điện thoại nào. Các bạn vào đây nó sẽ ra 20.000 số điện thoại các bạn đã cùng mình đưa nó vào thành một cột đúng chưa, và mình sẽ copy số điện thoại cái phần này ra để thực hiện cái bước tiếp theo. Đó chính là tìm cái số điện thoại ngẫu nhiên này xem là hàng nào nó nào, mình sẽ dùng hàm VLOOKUP. Và hàm VLOOKUP đấy thì mình sẽ cần phải có một cái bảng như thế này đi. Đó, mình đã có một cái bảng như thế này. Đây là cái bảng mà đã đưa tất cả 20.000 số điện thoại về một cột, sau đó thì sẽ thực hiện dùng hàng VLOOKUP. Đưa hình bảng đi. Đây. Rồi bây giờ mình cho hàng nào đúng không, số điện thoại này thuộc hàng nào, mình sẽ dùng hàm VLOOKUP thôi. Sử dụng hàm VLOOKUP. Lookup value giá trị.
Thêm 4 giây. Và bảng này chúng ta sẽ dùng giá trị tuyệt đối. Câu index luôn. Mình đang tìm hàng thì nó sẽ là thứ 3. Không. Đây. Thì các bạn thấy số điện thoại này nó thuộc hàng thứ 273. Tương tự như vậy các bạn khác đây. Đây là cái giá trị hàng xuất hiện. Cái số điện thoại này xem là nó đã nằm ở hàng nào. Đây trong này có. Tương tự như thế với nhóm nào. Mình cũng sẽ dùng hàng VLOOKUP. Chị đổi. Bây giờ đang tìm nhóm nào đúng không? Thì là chữ tư. Nhóm thứ 11. Đấy không ạ? Đây là số điện thoại này thuộc hàng nào, thuộc nhóm nào. Mình đã thực hiện xong. Thế còn cột nào thì sao? Để các bạn lấy ý này. Đây mình sẽ cho các bạn xem lại được phần đầu tiên 20.000 số điện thoại trên này. Đây. Các bạn có thể thấy cột A đây là một cột, cột đầu đúng không? B là cột thứ hai, C là cột thứ ba, D là cột thứ tư đúng không? Và cứ dần dần như thế. Thì bạn hãy để ý rằng cột thứ hai là nhóm 1, cột thứ ba là nhóm 2. Có nghĩa là nhóm 2 thì cột 3, nhóm 3 cột 4, nhóm 4 cột 5. Có nghĩa là cứ cộng thêm 1 thì ra số cột đúng không? Đây, nhóm 4 thì là cột 5, nhóm 5 cột 6. Thì trong cái phần này dễ thôi, cứ nhóm cộng thêm một là ra cột thôi. Mình sẽ cộng cái số thứ tự của nhóm thêm một nữa sẽ ra số cột thôi. Rồi đó, ra cột 12 tương tự. Đây, chúng ta tìm được số cột. Ok. Đó. Thì vừa rồi là mình đã hoàn thành xong cái bài tập buổi số 7 môn Excel của Đại học NX. Hy vọng là trong những buổi sau thì mình các bạn sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn nữa này, cái phần sheet này. Okay. Đó. Thì đây là tất cả những cái nhiệm vụ trong buổi 7 của mình. Cũng dùng khá nhiều cái hàm đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.